Dạ vâng, chào các bác ạ. Là Lâm Thành Ô Tô, thì ngay trước màn hình của các bác đây là siêu phẩm VinFast VF7 Plus phiên bản Hòa Long độc bản đã có mặt tại VinFast Hải Dương của Lâm Thành Ô Tô. Đây là chiếc đầu tiên trên cả nước được bàn giao các bác nhá. Một trong 68 xe Hòa Long độc bản nhá. Thế thì ngoài ra thì một chiếc xe này thì đã có chủ rồi, thì Lâm Thành Ô Tô vẫn còn một chiếc xe nữa để bàn giao cho các bác về chiếc VinFast VF7 Hòa Long độc bản này. Đấy, các bác nhìn Hòa Long độc bản thì có gì mới ạ? Đây, từ những cái đường viền này được trang bị là mạ đồng nhá, nhìn rất là đẹp đúng không ạ? Gọi là mạ đồng thì thôi, cứ gọi là mạ vàng đi đúng không ạ? Đấy, các bác nhìn nhá, nó có cái đèn đây gọi là đèn báo dành cho phiên bản châu Âu này. Đấy, đèn phản quang, tấm ốp phản quang la răng đây. Phải nói là nhìn la răng ngoài thực tế cực phê các bác ạ. Đây, kích thước lốp nhá, 245/45 R20, tất cả la răng 20 inch, quá kinh khủng cho một chiếc VF7, nhìn rất thể thao và khỏe khoắn. Một góc chéo để chúng ta có thể cảm nhận được toàn cảnh chiếc xe này. Đấy, xem có đẹp hay không thì các bác cùng nhìn ngắm đi ạ. Đây là một góc ngang thân xe, ngang thân xe nhá, quá là phê đúng không ạ? Còn đây là một cái góc check ở phía dưới đuôi xe này. Góc check ở phía dưới đuôi xe này. Phải nói là nhìn cái đuôi xe của VF7 từ cụm đèn hậu cho đến tất cả các cái cụm đèn phanh trên cao đều rất là đẹp. VF7 Hỏa Long thì các bác có thể thấy là cái chỗ ốp này cũng được là ốp viền dạng ốp đồng này. Đấy, bây giờ sẽ mở qua cái cốp lên nhá. Cốp thì cốp điện rồi. Đấy, cái khoang cốp này rất là rộng rãi này. Số khung nằm ở đây này. Đấy. Còn vào bên trong nội thất thì VinFast VF7 Hỏa Long độc bản sẽ có cái gì nào? Cửa cũng mở dạng tay nắm cửa cũng dạng ẩn như là VF9 nhá. Tuy nhiên thì chưa được trang bị cửa hít. Đây là toàn cảnh cái khoang nội thất ở bên trong VinFast VF7 Hòa Long độc bản đây. Đấy, các bác nhìn đi, ngắm chưa, đẹp phê chưa. Còn đây là ở cái tabi cửa này. Bước vào bên trong thì chúng ta có thể thấy là cái màn hình trung tâm của chiếc VinFast VF7 phiên bản Hòa Long này đã được trang bị những cái hình nền cũng rất là Hỏa Long luôn đúng không ạ? Đây các bác có thể nhìn thấy nhá. Tắt thư viện ứng dụng đi. Hình nền logo toàn bộ là VF7 Hỏa Long luôn. Rồi các bác nhìn từ những cái tiểu tiết ở trên màn hình này. Đấy, đều màu vàng đúng không ạ? Khe gió, điều hòa. Nội thất bên trong. Khu vực này là khu vực sạc không dây dự phòng. Không dây, chỗ khu vực để cắm sạc đã trang bị cổng cắm USB, 3 khay để cốc, chìa khóa VF7 đây. Đấy, đây là cái hộc phụ. Đấy, Hỏa Long độc bản đây. Trần kính toàn cảnh. Trần kính toàn cảnh bao phê cho các bác khi mà ngồi ở trong cái trần kính này. Ở đây là một cái bệ tì tay. Ngắm nghía đi ạ. Đợi gì mà không ngắm nghía nữa. Quá đẹp đây rồi. Ghế thì có làm mát, rồi có sưởi đầy đủ nhá. Bước sang không gian hàng ghế 2 dành cho các bác khi mà chúng ta muốn xem VF7 nó đã được cải thiện như thế nào so với VF6 thì chúng ta có thể qua đây. Khoang hàng ghế 2 đây. Ngồi vô cùng là rộng rãi này. Vô cùng là rộng rãi này. Các bác nhìn này, đầu gối này. Cách còn phải đến 2 gang tay, gần 2 gang tay so với lại người ngồi hàng ghế trước. Đấy, chỗ này có hộc để đồ này. Hộc để đồ này. Đấy, sạc nhanh 90W này, dành cho những chiếc điện thoại này. Đấy, điều hòa hai vùng độc lập hoàn toàn luôn. Đấy. Âm thanh thì ngày mai em sẽ có clip test âm thanh trên chiếc VF7 Hòa Long này xem nó có gì hấp dẫn không nhá. Nhưng em nghĩ là chắc là cũng sẽ tương tự là VF7 Plus thôi. À, đây có một cái điểm đặc biệt dành cho các bác nào đang quan tâm về cái vấn đề sau này VF6 có được khắc phục hay không thì các bác có thể nhìn nhá. Ở đây VF7 đã được trang bị thêm một cái tấm gioăng cao su ở đây.
Các bác nhìn chưa? Miếng giòn cao su này sẽ giúp khi mà lốp đi trời mưa nó có văng bụi văng bẩn thì nó cũng sẽ bị cái tấm giòn cao su này nó hắt ra thôi. Đấy, các bác nhìn nhá. Đã có cái hướng khắc phục dành cho VF6 rồi nhá. Đây, đóng vào đây. Thì cái giòn cao su nó khít khít như thế này thì nó sẽ không bị bắn bụi vào trong, bắn bẩn văng đất cát vào trong nhá các bác nhá. Đấy. Hốc lốp của VF7 đây. Hỏa Long độc bản đấy. Ui, phải công nhận là cái la răng này quá đẹp các bác ạ. Đấy. Một vòng quanh ngoại thất nội thất cho các bác xem VF7 rồi. Thế thì bây giờ các bác có muốn xem động cơ của chiếc VF7 Plus bản Hỏa Long độc bản này không ạ? Đợi em chút nhá. Bao phê cho các bác khi mà ngắm cái khoang động cơ của chiếc VF7 này. Đây, khoang động cơ của VF7 đây. Sắt xi dài như thế, dày như thế này này, các bác nhìn chưa? Đấy. Khoang động cơ của VF7 phải nói là kín mít luôn. Đấy. Rồi đây, sắt xi rất là dày. Phải nói là cái lớp cabo này phải nói là phải tập tạ được các bác ạ. Cứ nâng lên lưng xuống như này chắc là tập tạ được ạ. Rất lặng nhá. Vô cùng là lặng. Ngắm lại một lần nữa từ cái phần đầu xe này thì các bác có thể thấy là VF7 phải nói là một cái thiết kế tinh hoa nhất của VinFast. Đây sẽ là một con bài chiến lược khi mà đem ra thị trường châu Âu nha. Em Thành Ô Tô hỗ trợ giao xe, vận chuyển xe trên toàn quốc, hỗ trợ trả góp trên toàn quốc. Dù các bác ở bất kỳ nơi đâu thì Em Thành Ô Tô cũng hỗ trợ được cho các bác. Các bác nào có nhu cầu quan tâm đến tất cả những dòng xe điện của VinFast, dù là VF3, VF5, VF6, VF7, VF34, VF8, VF9, Em Thành Ô Tô đều hỗ trợ được cho các bác ạ. Còn bây giờ thì có lẽ Em Thành Ô Tô xin phép tạm dừng video lại tại đây. Cảm ơn tất cả các bác đã quan tâm theo dõi và ủng hộ kênh YouTube của Em Thành Ô Tô trong suốt quãng thời gian qua. Đừng quên là đăng ký kênh, nhấp hình quả chuông bên cạnh để nhận được những thông báo mới nhất khi mà Em Thành Ô Tô ra những video clip tiếp theo. Em xin cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại.